Ôi, xe đào tạo Paris gửi đến nhà đầu tư, mọi người theo dõi nha. Chúng tôi vẫn lệnh sell, chúng tôi vẫn giữ, và lệnh buy chúng tôi buy lên là 5 lot. Mọi người thêm sell theo dõi đây. Đó, lệnh sell thì chúng tôi đang sell là 2 lot, và lệnh buy lên thì chúng tôi buy lên là 5 lot. Thì nhà đầu tư sẽ thấy rõ là nhà khi mà nhà đầu tư giao dịch được rồi sẽ hiểu rõ tất cả các điểm vào ra trên thị trường. Và nhà đầu tư có thể ra vào hợp lý trên thị trường giao dịch Forex này để đem về lợi nhuận cho mọi người. Thì nhà giữa những phương pháp có thể phối hợp với nhau khi mà nhà đầu tư có thể vận dụng nó thành ra các kỹ năng giao dịch của bản thân mình ở trên thị trường. Các cái kỹ năng giao dịch này thì nhà đầu tư phải gì nhập thấy rõ được các cái giao dịch của bản thân, cái người đứng ra hướng dẫn cho mọi người ấy, thì họ phải giao dịch trực tiếp để cho mọi người thấy. Và gì nhà giao dịch phải trên những tài khoản lớn và những khối lượng giao dịch lớn, thì lúc đấy nhà đầu tư mới có thể đánh giá được tâm lý giao dịch của cái nhà đầu tư của cái người thầy đó, thì dần dần nhà đầu tư mới có thể vận dụng được vào. Còn khi mà nhà đầu tư không có đánh giá được những cái giá trị này trên thị trường mà lao vào để mà giao dịch, thì nhà đầu tư sẽ gặp rất là nhiều các cái yếu tố bất lợi cho mình khi tham gia giao dịch ở trên thị trường giao dịch Forex này. Ngoài các yếu tố mà để mà gì nhà chọn cái người mà để mình hướng dẫn giao dịch ra, thì bản thân các bạn cũng phải biết cách chọn lựa sàn giao dịch Forex cho nó phù hợp. Khi các bạn chọn lựa các sàn Forex phù hợp rồi thì cái yếu tố khách quan bên ngoài thị trường nó sẽ giảm thiểu đi rất là nhiều cho chính những lệnh giao dịch của các bạn ở trên thị trường giao dịch Forex này nhé. Đó. Mời nhà đầu tư theo dõi. Đây là gì nhỉ? Đây là một trong 23 phương pháp của bên trung tâm đào tạo Forex. Đây là những phương pháp bắt đỉnh và bắt đáy của bên trung tâm đào tạo Forex gửi đến nhà đầu tư. Và mọi người thấy rõ ràng cái hiệu quả trong giao dịch của bên trung tâm đào tạo Forex trong suốt những thời gian qua đã gửi đến cho nhà đầu tư. Và thì nhà chúng tôi là đơn vị duy nhất dám chia sẻ những cái điều này để cho nhà đầu tư thấy rõ cái giá trị lợi nhuận khi mà gì nhỉ, các bạn có thể vận dụng được tuyệt đối những cái phương pháp mà các bạn đánh giá được hiệu quả của chúng ở trên thị trường. Các bạn thấy rõ nha. Rồi, tôi phóng lớn lên cho nhà đầu tư thấy rõ. Đó. Rồi mọi người thấy cái stress ở trên thị trường không? Stress cái big ad này này nó rất là thấp. Đó, nhà đầu tư phải coi và gì nhỉ? Đánh giá rõ cái này, bởi vì đây chính là cái mà gì nhỉ? Giúp cho yếu tố giao dịch ở trên thị trường của các bạn giảm đi rất là nhiều các cái sàn đều đó, nó đã hướng các bạn đến như là tài khoản Bonnet hoặc là gì nhỉ? Những cái tài khoản mà Nocom, nhưng thực chất ra một thứ rồi nhỉ, Nocom thì nó cũng đã trừ trực tiếp tiền vào trong cái lệnh của các bạn rồi đó. Đó là cái vấn đề uẩn khúc phía đằng sau mà các bạn cần phải đánh giá rõ. Còn không, các bạn không đánh giá rõ những cái điều này khi mà tham gia vào giao dịch thì nó rất là nguy hiểm đối với cả chính bản thân các bạn đó. Và gì nhỉ, chúng ta giao dịch, chúng ta muốn tâm lý của chúng ta vững thì chúng ta phải hiểu rõ bản thân mình khi mà vào trong thị trường này lệnh ra vào như thế nào, và dần dần chúng ta phải quen chứ không phải là nhà chúng ta theo giao dịch theo ý thích. Giữa cái vấn đề nhà chúng ta thì nhà đã va vấp ở trên thị trường mà rút ra được kinh nghiệm cho chính bản thân mình rồi thì tâm lý của chúng ta rất là vững, và không có một cái trader nào trên thị trường mà gì nhà để trải qua các cái quá trình đấy mà kêu không có thể nào mất mát trên thị trường được. Ai cũng phải mất mát hết, và chặng tôi trong những thời gian đầu tôi cũng phải mất mát, và cho đến đây thời điểm bây giờ thì gì nhỉ, giữa cái được và cái mất ở trên thị trường cộng lại, nếu mà tôi được nhiều hơn thì có nghĩa là tôi vẫn là người thành công ở trên thị trường giao dịch Forex này. Còn nếu mà gì nhỉ, tôi mất nhiều hơn cái mà tôi được thì có nghĩa là tôi vẫn là người mất ở trên thị trường này. Thì đó là những giá trị mà nhà đầu tư phải nhìn nhận rõ đấy. Và tại sao các bạn luôn luôn gì nhỉ, gặp những cái vấn đề khi mà tham gia vào thị trường hay bị thua lỗ? Chỉ đơn giản thứ là nhỉ, khi các bạn tham gia vào giao dịch ấy, các bạn không có dám nói là các bạn mất tiền trên thị trường. Chỉ đơn giản nhỉ, các bạn chỉ dám khoe ra cái lệnh các bạn ăn, nhưng còn lệnh các bạn lỗ thì các bạn giấu ỉm đi. Thì như vậy thì không bao giờ các bạn có thể gì nhỉ, đi tiếp được ở trên thị trường này. Chúng ta phải nhìn nhận ra những sai lầm của chúng ta và gì nhỉ, chúng ta dần dần chúng ta thay đổi, sửa đổi nó. Chứ không phải là nhỉ, chúng ta nhìn nhận những cái sai lầm đó mà gì nhỉ, chúng ta lấp liếm nó đi. Khi mà chúng ta lấp liếm nó đi thì không bao giờ nó đem lại giá trị cho chính bản thân chúng ta tiếp tục ở trên cái con đường này được.
Nó còn đâu khi mà gì nhỉ, chúng ta vào lệnh ở trên thị trường như thế nào và chúng ta muốn ăn bao nhiêu, đấy là do quyền của chúng ta và gì nhỉ, do những cái tâm lý và do những cái gì nhỉ, trạng thái trực tiếp ở trên thị trường và chúng ta cần phải xử lý, chứ không phải là gì nhỉ, chúng ta ngồi thì chúng ta vẽ vời ra nó và gì nhỉ, chúng ta chỉ về quá khứ là vẽ thế này đúng, vẽ thế này sai. Cái vấn đề quá khứ là cái vấn đề nó đã qua rồi, còn cái ở hiện tại các bạn có dám quyết định và trả giá cho nó hay không, để tương lai nó trả về cho chính các bạn những cái điều đó, đó mới là điều mà tôi cần, chứ không phải là nhà vẽ ra những cái nó đã xảy ra rồi xong đó thì nhà nói như đúng rồi trên thị trường này. Thì như vậy thì tôi khẳng định các bạn, thì các bạn trẻ con nó cũng làm được, ai cũng làm được hết, nhưng cái ở hiện tại để chúng ta quyết định với khối lượng nào giao dịch ở trên thị trường và gì nhỉ, ăn như nào và nuôi lệnh như nào, xử lý tình huống như nào, cắt lỗ như nào, cắt lời như nào và tâm lý ở tại những cái thời điểm đấy nó xảy ra diễn biến như thế nào, đó mới là điều mà nhà tôi cần. Mọi kinh nghiệm thực tế ở trên thị trường giao dịch forex gì nhỉ, mọi phương pháp ở trên thị trường giao dịch forex có giá trị khi mà gì nhỉ, cái người ta vận dụng được phương pháp đấy vào thực tiễn và người ta đem được giá trị lợi nhuận về, thì phương pháp giao dịch và forex đó và kinh nghiệm giao dịch forex đó chia sẻ ra thì mới có giá trị. Còn đâu gì nhỉ, một người giao dịch không nổi hoặc chỉ đánh demo hoặc đánh tài khoản sen hoặc đánh tài khoản micro hoặc là gì nhỉ, thâm niên trong nghề lâu nhưng mà gì nhỉ, chỉ có chết thôi, chia sẻ kinh nghiệm của bản thân mình chết ra ngoài mà gì nhỉ, mình không có sự thành công thì không thể nào giúp ích được cho các bạn ở trên thị trường giao dịch forex này nhé. Có rất là nhiều người sẽ nói cả các bạn rằng nhà tài khoản giao dịch không có nói lên được vấn đề gì, thì tôi chỉ chia sẻ với bạn đúng một thứ nha. Các bạn không giao dịch được thì các bạn lấy đâu ra tài khoản để các bạn chia sẻ, và không có tài khoản thì các bạn sẽ phải nói rằng tài khoản nó không có giá trị gì thì trên thị trường giao dịch forex này. Đó, thì đấy tôi chia sẻ để cho nhà đầu tư hiểu rõ. Lý do tại sao mà có rất là nhiều người nói cả các bạn điều đó trên thị trường này. Tôi đã ăn ở trên thị trường và tôi kiếm được lệnh này khoảng tầm 200 đô đó, thì tôi cho mọi người thấy đó. Thì những cái đoạn mà tôi scalping, tôi phối hợp để mà tôi gia tăng tài khoản, thì đó là chính là những cái cách mà tôi giao dịch ở trên thị trường giao dịch forex này. Website đào tạo forex xin chân thành cảm ơn nhà đầu tư, chúc nhà đầu tư thành công và gì nhỉ, ở trên thị trường giao dịch forex này đó. Ai thích đánh giá thế nào về phương pháp giao dịch của tôi thì cứ đánh giá, tôi chẳng quan tâm, bởi vì vấn đề nha, tôi làm được và các bạn có làm được điều đó giống như tôi hay là không, đó mới là điều mà tôi cần.